Xin chào cả nhà, em lên sóng phục vụ hai bác. các bác hai cái con máy iRobot Roomba 780. Đây là hai cái model mà em bán, bên em là bán số lượng được nhiều nhất này. Giá thành bây giờ nó khá là hợp lý các bạn. Hai chiếc này thì em bán là 3,1 triệu một chiếc nhé. Giá bảo hành 3 tháng, thay pin mới, đi kèm một đế sạc này. Đế sạc nhé, một củ sạc này để cắm trực tiếp vào bên sườn này. Riêng cái dòng 780 nó có thêm tính năng đấy. Một cái tường ảo này thì lúc nào có dư thì sẽ đưa cho các bác này. Tặng thêm một cái chổi. Đây. Toàn bộ hai cái con này thì các bác dùng cực lành bền luôn, dễ sử dụng, hút khỏe. Tất cả các cái bụi mịn này hay là các cái lông mèo, lông chó hay là tóc đều được hút sạch sẽ các bác nhé. Này, sàn nhà này các bác lúc nào cũng sạch bóng như lau luôn. Đến em cam kết là như vậy luôn. Đấy. Lúc nào cũng sạch như lau. Riêng đối với iRobot này của hãng của Mỹ các bác, chất lượng nó cực tốt luôn. Chất lượng nó cực tốt nhé. Hai cái con này em nhập toàn bộ là những cái hàng tuyển. Đấy. Thân viền này nguyên bản các bác nhé, còn rất là đẹp luôn. Không nhập hàng xấu. Đấy. Hàng đúng chất bãi nguyên bản, không có mông má gì cả. Yeah. Hàng toàn bộ là hàng. Nếu mà nói về robot thì đây là những cái con máy khá là đẹp luôn đấy. Bọn này thì nó sử dụng phím cảm ứng các bác nhé. Phím cảm ứng này. Từ đừng xịt vào không thôi ấy, nó quay máy nó kêu. Phím cảm ứng các bác có thể hẹn giờ nhé. Hẹn giờ được tất cả các ngày trong tuần luôn. Ví dụ là các bác hẹn thứ hai này. 12:45 chiều hay là 12 giờ là các bạn ok này. Thì đúng đến 12 giờ đấy nó chạy. Đấy. Tiếp tục các bác muốn xóa đi, các bác tiếp tục xóa đi nhé. Đấy, xóa đi thì các bác bấm vào đây. Đấy, bấm lên giờ đi. Sau đó bao giờ ra cái gạch đấy thì nó sẽ xóa hết. Các bác đừng nhìn trước tiên đấy thì các bác phải chỉnh giờ xem, chỉnh giờ chỉnh ngày. Ví dụ như em đang quay bây giờ là 9:25 ngày thứ 6. 9 giờ buổi sáng. 9 giờ này, mình chỉnh giờ vào máy trước nhé, cho nó thì nó mới có giờ, thì đến giờ các bác hẹn giờ thì nó mới chạy đúng giờ được. 25 phút 23, ok. À quên, các bác chỉnh sang thứ 6 nhé. Đấy, thứ 6 có ai đây. Ok. Đấy, thì sau đó bây giờ nó báo đúng giờ như này, thì các bác khi mà các bác hẹn giờ thì mình sẽ hẹn được đúng ngày của nó. Đấy, cả hai con thì đều như vậy nhé. Con này thì cũng thế thôi. Đây, sẽ cho chạy thử vào đây. Tất cả các máy khi bên em mà bán đi cho các bác thì đều đã là phải test kiểm tra tất cả các hạng mục chức năng rồi. Đấy. Không có máy nào là lỗi lầm gì cả các bác nhé. Đấy. Bây giờ sẽ test thử cái tính năng chống rơi cầu thang con này. Con này em để số 1 nhé. Thực ra 1 với 2 thì nó như nhau thôi. Nhưng mà cứ đánh số cho các bác. Bụi việc các thứ thì hút hết. Chạy trên con này, chạy dưới này. Con này nó khi nó hút các bạn, ở dưới sàn máy gầm máy của nó có hệ thống cảm biến phát hiện bụi nhé. Nếu nó phát hiện của bụi của các bác mà ở xung quanh này nhiều thì nó đấy, sẽ có chương trình nó chạy của nó quanh quanh đấy, hoặc là các bác có thể ấn nút bụi ở đây nhiều nhé, các bác có thể ấn nút spot này, đấy nó sẽ chạy hút quanh quanh khu vực đấy thôi. Đấy, nó chỉ hút quanh quanh khu vực đấy. Tất cả đều là những cái máy đều do những cái chuyên gia hàng đầu của Mỹ họ thiết kế, cho nên là các bác người Việt mình không phải lo về chất lượng, về cái độ hút của nó nhé, đảm bảo sạch bóng luôn các nhé. Con này trên chạy sạch bóng tất cả các loại bụi bẩn các bác nhé, không có cái lông mèo, lông chó, tất cả hay cái gì đó thì đều sạch hết, kể cả tóc các bác quấn vào đây hút sạch hết luôn. Ở đây là mặt sau của nó các bạn, model 780 nhé. Pin đang thay mới, chổi thay mới, hai Zulo này vẫn zin này. Hai Zulo này của nó rất là bền, gần như không hỏng.
Hai chiếc này em bán là 3 triệu 1, bảo hành 3 tháng. Các bác nào nhu cầu các bác alo nhé. Chào các bác.